Nhảy chưa? Một, hai, ba, vô. Quái gì đây? À. Trời ơi trời. Alo, tặng cái này không? À. Sao mình như vậy được chứ? Rượu đúng là tai hại mà. Nè, 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 quay em vô. Cuộc đời anh còn cho em được nữa chi cái sợi gì nè. Hợp ghê không à. Cảm ơn bất ly thân của em luôn. Cái gì đó? Đây. Tặng luôn. Tặng. Ghê vậy? Thôi, tặng luôn cái bóp rồi, tiếc cái gì. Trời ơi, thằng em của anh đã không tính toán gì với anh. Đúng vậy. Thì tại sao anh phải tính toán? Ôi, chơi là phải chơi tiếc luôn. Tao biết vậy. Tặng hết luôn. Đó. Trong này có chứng minh thư nè, thẻ ngân hàng cào bao nhiêu thì cào. Ôi, đúng rồi đấy bà, đúng bà cha kêu. Anh là anh quý cái đôi vớ này nhất nè. Nhưng mà vì em trai cho nên anh tặng luôn cái đôi vớ này cho em luôn. Rồi, tặng luôn à. Cuộc đời của em chưa bao giờ có ai tặng một đôi vớ với em hết á. Đây là những bất ly thân của em đúng không? Đúng. Anh thích nó lắm. Rồi.